chào lại quý chị và các bạn nha. Hôm nay thì bên em tiếp tục lại xuất xưởng một dàn lo kéo lưu động. Cái thùng này thì nó khá là cao cấp, có những thiết bị mới, có những thay đổi mới. Và thùng này thì bên em cũng test cho một anh khách ở Trà Vinh. Anh đặt mua để về để đi show. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đến với cấu hình nha. Cái thùng lo thì vỏ lo nó cũng giống như những cái lần trước. Chiều sâu nó cũng vẫn là 60, chiều ngang nó 1m05, chiều cao nó là 97. Có nắp khóa trước khóa sau luôn, họng thép thì họng array. Rồi, bass, một cặp bass 40 đôi Nestle. Bass Nestle 40 đôi. Từ 190 con 76. Thép thì thép con dây dẹp 790 con dây dẹp. Họng thép array. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là một cục đẩy CA20 40 sò. 40 sò đồng, 2 tăng phô lớn. Tiếp nữa là một con Idol IP200 hay La Mã. Con Idol này thì đánh tiếng rất sáng luôn, hàng nhập khẩu. Tiếp nữa là một con vang của hãng Himedia, hàng công ty H5. Con vang này nó eco delay của nó rất là mịn luôn nha anh chị. Tiếng mic nó rất sáng và rất bay luôn. Tí nữa mình test cho mọi người nghe thử. Rồi ở sau là tiếng nhạc đánh rất nhuyễn luôn. Và trên cùng là một cặp micro cũng của hãng Himadia luôn, hàng công ty UHF, có mã là UHX5. Bộ này thì anh em nào ở gần đến test thử, bảo đảm là vừa ý ngay. Rồi bây giờ mình sẽ thử một đoạn mic cho mọi người nghe nhé. Đó, anh em nghe ha. Đây mình thử tiếng mic cho mọi người nghe nha. 1, 2, sổ, lý, sổ, sổ bầy, sổ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, có một tay cho nên mình để cái điện thoại xa được, để gần, chỉnh cho anh em nghe. Cái con vang này nó có cái màn hình rất đẹp luôn nha mọi người, màn hình LED. Hiện lên là Himadia H5, đó hàng chính hãng công ty. Thì ở đây nó chỉnh giống như những con vang cơ khác. Từ khu này qua đây là chỉnh về echo, echo delay. Rồi bass trung chép cho echo delay. Còn ở giữa này chỉnh là bass trung chép cho micro. Đây là chỉnh bass trung chép cho nhạc. Đó. Nếu anh em không biết chỉnh thì mình cứ sẽ chỉnh cho một anh em một lần, xong rồi về anh em chỉ việc lớn nhỏ thôi, echo nè, mic nè, nhạc nè. Ở đây là Bluetooth, ở sau đó có cổng cáp quang, cổng AUX và cổng USB, nút feedback chống hú, có đầy đủ hết. Mẫu vang này mới, tiếng rất là đẹp luôn. Anh em test thử là anh em sẽ vừa ý ngay. 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Đấy. Tiếng nhạc thì đánh rất nhuyễn. Tại cái thùng này nó cũng là RCF con dây dẹp nên là tiếng nó ra rất đẹp luôn. Rồi anh em nghe nhạc một đoạn nha. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em nha. Số điện thoại 0937381978, 0903430156, 0773202021. Số Zalo cũng trên cả 3 số Zalo nha. 3 số trên đều có Zalo hết. Địa chỉ 3594 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Số 1161 đường Theo Bà Cân, vừa Linh Trung, vừa Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi một lần nữa cảm ơn quý chị các bạn rất nhiều. Chúng ta nghe một đoạn nhạc nữa nhé.